Jungle. Xin chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên là Lợi xin gửi đến toàn thể quý chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và sau đây em Lợi sẽ báo giá tổng hợp tất cả các xe bên cửa hàng em Lợi đang chào bán nhé. Về cửa hàng em Lợi thì hiện tại đang địa chỉ là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng đây và đối diện là bến xe nghỉ nhé. Trên cái đường sau sắt Cát Linh, Hà Đông là cái điểm cuối cùng của đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Đấy. Và bên kia là bến xe nghỉ. Vâng, sau đây em sẽ quay tất cả các cái xe em có tại cửa hàng em Lợi nhé. Vâng, đây là những chiếc xe mà bên cửa hàng em Lợi đang chào bán nhé. Chiếc đầu tiên là chiếc Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động, 2 cầu, máy dầu, bản cao cấp nhất, chào bán với giá là 440 triệu, máy dầu 3.0, phiên bản đủ ghế da, ghế chỉnh điện và xe cam kết chuẩn chỉ không đâm xô tai nạn ngập nước nhé. Đấy. Chất xe là tên tư nhân biển Hà Nội, bao rút hồ sơ. Giá là 440 triệu hỗ trợ trả góp nhé. Tiếp tục là chiếc Ford Rango đời 2019, đăng ký lần đầu 2020, màu vàng cát, số tự động, 1 cầu XLS. Chiếc xe này thì em Lợi đang chào bán với giá là 515 triệu. Nắp thùng thấp này. Đấy. Và toàn bộ xe cam kết chuẩn chỉ không đâm xô tai nạn ngập nước. Xe số tự động biển Hà Nội, bao rút hồ sơ. Và bên cạnh là em Ford Ranger đời 2019, tiếp tục là 19 nhé, số sàn. Vậy là 19 em sẽ có hai xe số sàn và số tự động để phục vụ quý chị nhé. Đấy, số sàn màu trắng, chạy 5 vạn, lốp theo xe cả dàn, tên tư nhân đã rút hồ sơ. Toàn bộ xe thì đang chào bán là 455 triệu. Đấy, nắp thùng thấp này. Đấy, xe Ford Ranger thì bên em Lợi cũng còn rất nhiều để phục vụ quý chị nhé. Phía sau đây là chiếc xe Mazda BT đời 2019, số sàn 2 cầu, máy dầu. Chiếc xe này thì chất xe chạy 6 vạn rưỡi và lốp theo xe. Toàn bộ xe không đâm xô tai nạn ngập nước gì. Máy số là nguyên zin. Chiếc này thì bên em Lợi cũng đang chào bán với giá là 450 triệu nhé. Bác nào quan tâm đến BT đẹp thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp nhé. Đấy, tất cả xe này từ khung gầm lốp láp này rất đẹp này, đường gân cu lốp này, đường gân xe này cực kỳ đẹp và mới nhé. Đấy, và bên cạnh là chiếc Nissan Navara phiên bản L bên em Lợi vừa mới lấy về. Chiếc xe này thì đang chào bán với giá là 440 triệu. Đấy, số tự động, màu nâu cà phê, xe chạy zin 10 vạn, lốp còn theo xe và xe được lắp thêm nắp thùng cao. Tất cả xe thì cam kết zin. Đấy, xe quay mộc cho quý chị nhé, không có, chưa có dọn dẹp gì. Và mỗi xe thì bên em Lợi cũng đã review từng xe, từng video cho quý chị rồi. Bên cạnh đây là hai chiếc xe, một chiếc Mazda BT đời 2018, số tự động 1 cầu, màu nâu cà phê. Chiếc này thì đang chào bán với giá là 450 triệu nhé. Và xe còn rất là đẹp, lốp cũng còn theo xe. Và bên cạnh là em Ford Ranger Wayback sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu 2016 nhé. Màu cam, số tự động 2 cầu, phiên bản VU Wayback 3.2. Đấy. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi. Giá bên em đang chào bán Wayback là 495 triệu nhé. Đấy. Tất cả xe bên em Lợi bán cam kết chuẩn chỉ cho anh chị em, khuyến khích các bác mang hãng, mang thợ đến test check xe không đâm xô tai nạn ngập nước nhé. Các bác cứ mang thợ, mang đơn vị thứ hai, mang hãng test check, nếu phát hiện ra xe em Lợi đâm xô biến dạng ô tô và máy số bị ngập nước đã làm lại hơi thì em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Đấy. Và bên em Lợi tiêu chí hàng đầu đặt lên là chỉ làm xe đẹp, cam kết những cái phần tai nạn xe lỗi là không làm, để cho uy tín và thương hiệu của bên em. Và bên em Lợi một lần nữa em Lợi xin cảm ơn và chào tất cả anh chị em
trên mọi miền Tổ quốc. Kính chúc anh chị em đi trên những con đường vạn dặm bình an, và kính chúc toàn thể quý anh chị các bạn đang có nhu cầu tìm xe ô tô sớm tìm cho mình những chiếc xe ưng ý và hài lòng nhất nhé. Em Lợi xin chào và gặp lại quý các bạn trong một video gần nhất.